Liên quan đến vụ thảm sát 3 người trong một gia đình tại Cà Mau, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông bị thương ở cổ và bụng. Cảnh sát nghi ngờ người này là nghi phạm gây thảm án. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4, ông Trần Văn Hường, 68 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, phát hiện vợ mình là bà Nguyễn Ngọc Xứng, 56 tuổi, cùng con gái là Trần Thị Mộng Tuyền, 33 tuổi và cháu ngoại Phan Mạnh Tiến, 6 tuổi, tử vong. Cả ba thi thể nằm trên vũng máu tại nhà sau của ông Hường. Chiều cùng ngày, hàng chục cảnh sát được công an tỉnh Cà Mau huy động đến bảo vệ hiện trường và điều tra vụ việc. Tại nơi xảy ra vụ việc, ngoài thi thể của vợ, con gái và cháu ngoại ông Hường, công an còn phát hiện anh Nguyễn Văn Lên, 33 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Nguyễn Đủ, trưởng khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, Lên quen biết và sống chung với nạn nhân Trần Thị Mộng Tuyền, 33 tuổi, con gái ông Hường từ tháng 10 năm 2021. Lãnh đạo công an huyện Phú Tân cũng xác nhận Lên là người tình của chị Tuyền. Người đàn ông này đang cấp cứu tại bệnh viện với vết thương trên cổ và bụng. Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan điều tra, có thể Lên đã sát hại 3 người thân của ông Hường rồi dùng dao tự tử. Lãnh đạo công an tỉnh Cà Mau cũng đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.